Nó đặt lắm cái nhá. Năm giờ thôi nè. Xin chào mọi người. Bây giờ là hai bố con đang đi bẫy nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi mình nhá. Đây cái bẫy của mình đây. Đây. Bố của mình ba cái bẫy, mình cũng ba cái bẫy. Thử xem hai bố con bẫy được chúng hay không nha mọi người. Bố của mình đi bẫy bên kia, còn mình thì đi bên này. Mọi người nhớ theo dõi và ủng hộ cho mình nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình like và đăng ký kênh và comment ở bên dưới. Để mình cho các bạn xem, cho mọi người xem phong cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Đấy. Đây là cây cỏ thôi, không phải là hoa nha mọi người. Đây. Đây. Mình nằm xuống cho mọi người xem luôn đấy. Đấy. Phong cảnh rất là đẹp luôn. Đấy. Bây giờ là đang 5 giờ 20 phút nhé. Mình đặt chỗ này một bẫy nha mọi người. Đây. Cho mọi người xem. Đây. Đây là hang của nó này. Đấy. Cái hang này nhiều quá mọi người ơi. Này. Hang nhiều quá này. Đây. Không biết chọn hang nào để bẫy luôn. Hàng còn no này, khủng chưa? Đấy. Nhiều chưa? Chỗ này mình đặt thêm một bẫy nữa nha mọi người. Đây. Đường nó đi này. Đường nó đi này. Thắng luôn. Đây. Đường đi này. Đi bên kia, đi xuống này. Bên kia đi lên. Đây là bẫy thứ ba của mình nè mọi người. Đấy. Thì chờ tối nay đi thăm thôi. Không biết trúng được hay không hay thì tùy nha mọi người. Mình không cắt ghép hay lấy cái gì á. Hết. Mình trúng được thì mình quay. Không trúng được thì mình cũng quay nha mọi người. Đấy. Mọi người xem nhớ ủng hộ kênh của mình nhé. Bây giờ mình đã đặt xong hết bẫy rồi nhá. Bây giờ mình hai bố con mình sẽ đi về. Tối nay 7 giờ mình đi thăm. 7 giờ tối nha mọi người. Đấy.
7 giờ tối với lại sáng ngày mai. Còn không trúng thì mình không biết nha, mình không cắt, không có ghép gì hết. Trúng được thì mình quay, không trúng được thì mình không quay nhé. Để mọi người nói mình đi lấy chuột bỏ vào ấy. Thường thường người ta làm video hay làm như vậy lắm, chứ mình không làm như vậy đâu. Được thì mình quay, không được thì mình thôi. Thế nha mọi người. Chào mọi người nha. Bây giờ là 8 giờ tối nha mọi người. Mình đi thăm bẫy cùng với em trai. Buổi chiều là hai bố con đi thăm, buổi tối thì mình với em trai mình nha. Mọi người cũng theo dõi mình nhé. Bầy của bố mình ấy mà. Mọi người chung một con nhé. Bầy của mình không chung thì mình không quay đâu. Bầy của bố không đi lên lại. Không đi lên bệnh với. Không đi lên. Đồ cái. Tụng. Người ta đã to. Mình mới nói thế giới. Tôi nên được một con thôi mọi người nhé. Nhìn nó đường nó đi này, giống như dốt chân người đi luôn. Đấy, xin chào mọi người nhé. Lại là mình đây. Bây giờ mình đi thăm bẫy. Chiều qua mình đã đi đặt nha mọi người. Bây giờ là 6 giờ kém. 6 giờ kém 25. Bây giờ mình sẽ đi thăm bẫy nha mọi người. Mọi người nhìn trời buổi sáng này. Rất là đẹp luôn. Sáu cái bẫy trúng được hai con nha mọi người. Với là tới qua một con nữa, qua hai anh em đi thăm được một con nữa nha mọi người nhé. Nếu mọi người thấy kênh của mình hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh nha mọi người. Chứ bữa mình thấy kênh của mình lên được 90 người đăng ký rồi. Mà không hiểu sao lúc thì lên lúc thì xuống. Nếu mọi người yêu quý mình hoặc yêu mến mình thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Chứ mọi người
đăng ký xong rồi một người lại hủy đi. Đây mọi người thôi, cái đấy nói. Mình chỉ xin mọi người xem thì like cho mình, like và comment cho mình biết những ai đã ủng hộ giúp kênh của mình. Video mới hay hơn nữa. Bye bye mọi người nhé.